Hai thí sinh trong một bài đối đầu nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất. Thí sinh nào sẽ lột xác để tiến vào vòng live show? Đối đầu là cái vòng mà mình thể hiện bản thân. Khó để lựa chọn trong cái việc này. Bây giờ anh lại có em, đúng là trời sẽ bất cứu. Người tính của bạn trời tính. Tập 3 vòng đối đầu sẽ phát sóng vào lúc 21h15 chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015 trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.